Hi, welcome back to my channel. Stars gonna go. I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more key aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Let's go.
What made you want to work at the Playtime Co. Factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really, really wish I could go back to being a kid. And it's weird, because adults aren't just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. Your body just gets older and older, and then you die. Poof! Human bodies just can't stay young forever. There's things, though, like some trees that can stay alive even while being way older than a person. The oldest people who ever live are still younger than those. I guess everyone is always young when it comes to something. Okay, và tới cái thứ hai, Beatles Meet You. Thank you.
believe it. I can finally get out of this place. I need to find help. Okay, và tôi nghe tiếp theo. Stickman, side break four. Let's go. Wow, quả vừa rồi ngã mà không gì luôn, ảo thật. Có thể là các bạn sẽ phải bám sát vào bức tường, thì khi đó thì tỷ lệ rơi xuống nó sẽ chậm hơn, và đó thì các bạn sẽ không bị gì. Wow. Ok, let's go.
Let's go. Cái này như kiểu là một trò cũng mới ra. Mình sẽ nhảy thẳng luôn. Anh chàng cao nhất đang online thì mới đăng cửa ải 36. 37 rồi. Nếu để xét mà chơi tựa game này lâu thì mình có thể đuổi kịp anh ta thoải mái luôn. À, cái này đứng lâu là bị luôn. Thế thì cứ nhảy thôi. Đó, cứ thế và các bạn sẽ tiến sâu vào trong cái này. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Grandi Hall. Let's go. Phù hợp với các bạn để cho nó các bạn sẽ tiêu diệt Grandma và Granny trong cái này. Các bạn sẽ chọn những cái phù hợp và phù hợp với cái cách mà bạn đang muốn chơi. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Dispatch. Thank you.